hấp dẫn, đã gây cứng, rất là hấp dẫn và lôi cuốn, muốn đi vệ sinh cũng không đi luôn. Chờ đợi cái bộ phim này từ rất lâu rồi, khi mà bị hoãn công chiếu liên tục và ngày hôm nay đến xem thì mình cảm thấy rằng là rất là đã. Cái độ hài hước thì khỏi bàn. Cái phim này mang màu của hài Mỹ cho nên mình rất thích. Xã hội đen mà nó có thể hài hước đến mức như vậy. Có nhiều cung bậc cảm xúc và những cái pha bẻ lái là không ai ngờ được. Đi coi phim này chắc nên đeo dây an toàn. Và em nghĩ là em sẽ phải đi coi một lần nữa để em suy nghĩ coi là những cái đó là như thế nào. Tại vì giờ coi xong cũng chưa có hiểu lắm. Nói gì? Ông anh tìm được có phước. Có hai đứa con đứa nào cũng mất dạy. Này cái yếu tố tình nghĩa nó toát lên rất là mạnh. Tinh thần trượng nghĩa là sống chết có nhau, đã là anh em thì một ngày là anh em mà mãi mãi vẫn là anh em. Nghĩa khí anh em có trước có sau, tương trợ hỗ trợ lẫn nhau. Gì vậy? Tụi em chết mất xác cũng được đó. Khán giả vui cười rồi có lúc đó thì cũng hồi hộp theo từng nhân vật ở trong phim luôn. Thì cái đó là cái điều mà Trang cảm thấy là vui. Các bạn hãy ra rạp vào ngày 25/12 và đừng tiết lộ nội dung phim với khán giả nha, để cho mọi người sau có thể đến thưởng thức bộ phim thật trọn vẹn. Mọi người ơi, hãy nhớ ra rạp xem phim Chị 13 3 ngày sinh tử. Khi xem phim mọi người nhớ review dùm cho Trang và nhớ hashtag Chị 13 nha. Cảm ơn. Đã là anh em không thể không xem Chị 13.